Kính thưa quý thầy cô, video hôm nay em xin hướng dẫn quý thầy cô. Chúng ta vừa quan sát học sinh trong quá trình thi giữa kỳ và thầy cô cũng có thể thống kê và giám sát được những học sinh nào đang tham gia thi, những học sinh nào đã nộp được bài. Qua đó chúng ta có cái cách xử lý phù hợp để có thể nắm được rõ cái danh sách học sinh nào đã làm bài, đã nộp được bài trên IOTA và thuận tiện hơn trong cái công việc quản lý phòng thi của mình. Để vào phòng thi thì như hôm trước chúng ta đã thực hiện, đó là thầy cô cũng vào cái link của lớp học, link của phòng thi để chúng ta nhắc nhở, trao đổi cũng như là giám sát học sinh làm bài thi. Chúng ta vào cái cửa sổ Meet để vào như bình thường. Thầy cô thông cảm là em sẽ làm từng bước một cho nó kỹ để quý thầy cô có cái thuận tiện hơn. Giả sử em vào 631, sau khi vào để thầy cô giám thị vào, thầy cô chấp nhận học trò cũng như trao đổi một vài vấn đề liên quan đến cái bài thi của mình. Đây là cửa sổ mà thầy cô sẽ quan sát học sinh. Sau khi quan sát thống nhất với học sinh xong, thầy cô sẽ vào cái trang cá nhân của mình, vào cái trang IOTA cá nhân của mình. Thầy cô chú ý giùm em, đây là lúc này chỉ cần thầy cô vào trang IOTA cá nhân của thầy cô nha. Tại vì ở trên này đề thi đã được phân quyền cho quý thầy cô coi thi để thầy cô có thể giám sát được cái quá trình làm bài thi của học trò. Thầy cô vào tiếp cái mục đề thi. Và thầy cô chú ý giúp em thì các cái thầy cô coi thi có tài khoản IOTA đều được nhà trường chia sẻ cái thư mục đề thi được chia sẻ này. Ngoài những cái đề thi mà thầy cô tạo ra trong quá trình làm của mình để học tập thì có một thư mục mới nữa, đó là đề thi được chia sẻ. Thầy cô sẽ nhấp vào đây ạ. Ở trong này thì ở đây là em làm test thử có ba cái đề thi chia sẻ với tài khoản cá nhân của thầy cô thì chỉ có một đề thôi, chỉ có một đề thi chia sẻ ở chỗ này. Thì em ví dụ như ở đây là lớp cái tin học 6A1 này là một đề thi mà em đã thực hành chia sẻ. Sau khi vào đây rồi, thầy cô đưa chuột vào cái tên của đề thi, thầy cô nháy chuột phải giúp em. Thầy cô chú ý là chúng ta nháy chuột phải ạ. Đây, lúc này nó sẽ hiện ra những cái bảng tròn và thầy cô bấm vào giùm đây vào cái chỗ xem danh sách đã thi giúp em ạ. Dạ rồi, khi thầy cô vào đây thì thầy cô có thể quan sát được cái những học sinh nào đang thi ở chỗ này, những học sinh nào đã thi, những học sinh nào đang thi, và thầy cô có thể so sánh với cái danh sách lớp để thầy cô có thể nắm được học sinh nào chưa vào chỗ này. Ngoài ra, sau khi mà quá trình học sinh làm bài và nộp bài, thầy cô có thể vào phần thống kê và vào cái phần bảng điểm này. Thì ở đây học sinh danh sách sẽ xếp theo hàng dọc những học sinh nào đã nộp bài. Thì ở đây do chưa có học sinh thi cho nên hơi khó quan sát cho thầy cô. Ở đây em xin phép là sẽ chọn một cái đề đã được làm rất là nhiều và chia sẻ với đây. Thì thầy cô tiếp tục, thầy cô sẽ nhảy nút chuột phải ạ. Bấm chọn xem danh sách đã thi. Thầy cô bấm vào đây. Thì ở đây là một đề đã làm, thì thầy cô sẽ thấy bên này danh sách những học sinh nào đã làm bài
và có những học sinh đang làm bài. Đây, ví dụ như học sinh này đang thi thì thầy cô có thể quan sát được. Ngoài ra thầy cô có thể dễ dàng hơn thì thầy cô bấm vào mục thống kê này. Thầy cô bấm tiếp tục vào mục bảng điểm. Lúc này những học sinh nào đã nộp bài, thầy cô chú ý giùm em là những học sinh nào đã nộp bài thì nó sẽ có một cái danh sách theo hàng dọc như này. Thầy cô có thể dễ dàng dò với cái danh sách của phòng thi để xem em nào đã nộp được bài và em nào chưa nộp hệ thống. Để qua đó thầy cô có cái cách thức để nhắc học sinh là hoàn thành cái bài thi của mình, cũng như là lập một cái biên bản để nếu như học sinh nào có sự cố mà không thể tham gia thi thì thầy chúng ta có thể cho học sinh thi vào đề dự phòng vào cái thời gian thích hợp. Dạ, video này em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý thầy cô rất nhiều ạ.